xin chào tất cả các bạn. Đây là trận chung kết đôi nam giải quận Bắc Từ Liêm 2018. Nội dung đôi nam vẫn là cuộc đối đầu giữa Vũ Văn Thiết của Đại học Thành Đô và Duy của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Gần đây thì hai vận động viên Vũ Văn Thiết và Duy Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đối nhau nội dung đơn nam chung kết giải cầu lông sinh viên Hà Nội năm 2018 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và không biết lần này Vũ Văn Thiết có thể giành chiến thắng trước bạn Duy Học viện Kỹ thuật Quân sự ở nội dung đôi nam giải lần này không? Mọi người cùng xem nhé. Cầu không qua lưới. Lật lưới à? 2, 3. Lại là một pha ăn may, lại là một pha leo lưới. Tỷ số là 3 đều. Một pha đập cầu không qua lưới. 4, 3. Cho Đại học Tài nguyên Môi trường, mình gọi là Đại học Tài nguyên. Anh biết Thiết đây đánh cho đơn vị nào đấy? Ban tổ chức báo xin mời tất cả các vận động viên đang đạt giải về và ban thư ký đã ký biên bản. Cầu rất tốt. Điểm 4 đều. Tiếp này, xin mời tất cả các vận động viên đạt giải về và ban thư ký ký biên bản. Anh đạt giải à? Mình đang ngồi rất là sát tường, góc quay hơi là hẹp. Góc quay hơi bị hẹp một chút. Tỷ số 5-4. Tỷ số 5 đều. Chúng ta có thể thấy trận một pha chém cầu rất sát lưới. Điểm số 6-5 cho Viện Kỹ thuật Quân sự. Có thể nói các vận động viên tì cầu rất tốt. Một pha né cầu rất nhanh. Cầu ngoài. Những pha xử lý cầu rất khéo. Wow. Duy xử lý cầu rất là hay ạ. Khoảng cách đã được nới rộng còn thành 8 năm cho Học viện Kỹ thuật Quân sự. Mình thì mình luôn cổ vũ cho đội Vũ Văn Thiết và hy vọng lần này em có thể phục thù trong cái trận chung kết giải sinh viên Hà Nội vừa rồi. Đơn thua chẳng lẽ đôi lại thua nốt. Thiết cố lên. Pha đập cầu rất cắm và mạnh. Rất tiếc là góc quay hạn chế. Một pha bắt cầu rất vội vàng của Vũ Văn Thiết. Tỷ số đã là 9-6. Có thể thấy bạn Long vào Viện Kỹ thuật Quân sự đập cầu rất là mạnh.
anh liên tục giành những điểm được cờ oán điểm trực tiếp. Vâng, bạn Duy của Học viện Kỹ thuật Quân sự xử lý cầu rất khéo léo và mình đánh giá rất cao. Tuy là Long có sức mạnh trong những pha đập cầu nhưng mà Duy thì rất là khéo léo. Một pha xử lý cầu lỗi của Duy Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tỷ số rút ngắn còn 9-11. Xung quanh sân mọi người ngồi bầu xung quanh. Và bên kia thì mình cũng thấy một bạn đang thực hiện livestream trực tiếp trận đấu này. Vì vậy mà mình sẽ quay lại trận đấu này chứ mình không livestream để có được chất lượng video cao hơn. Một pha đập cầu ra ngoài. Tỷ số đã rút ngắn còn 10-11. Chúng ta chưa thể nói trước được điều gì về kết quả của set cầu này. Một pha chỉ cầu rất khó chịu. Wow, rất là hay. Pha xử lý rất tinh tế của Vũ Văn Thiết. 12. Rất vội vàng rồi bạn ơi. Áo xanh bên đội này mình từ sáng theo quan sát của mình từ sáng thì bạn đánh hơi vội vàng. Và nếu đội của Viện Kỹ thuật Quân sự có thể khai thác thì khả năng thắng của họ cũng sẽ cao hơn. Đấy là theo đánh giá của riêng cá nhân mình. Tỷ số đã là 13 đều. Không biết trận chung kết trọng tài còn cho đánh 3 set 21-0 hay vẫn là 3 set 15-5 buổi sáng. 3 set 21. Còn mỗi nội dung này chung kết rồi anh? Ừ. Bên kia nó là đánh song song rồi. Bên kia là lứa tuổi trên đúng không anh? Ừ. Là 1-40. Rất khéo. Ngoài một pha rất tỉnh cầu, pha quan sát rất là tốt. Pha đập cầu rất mạnh của Vũ Văn Thiết. Alo, nội dung đôi nữ 46-50 tuổi, đôi vận động viên nhất Mai Phượng của Liên Mạc nhì đôi vận động viên Thúy Nhiệm của Thủy Nhiệm 1. Cầu ngoài, pha ép lưới liên tục nhưng trong pha dứt điểm cuối cùng thì hơi vội vàng và cầu đã ra ngoài. Hãy
phát cầu ngắn. Tỷ số rút ngắn còn 16-17. Rất tiếc, một pha bắt bài rất nhanh. Đúng là một trận chung kết. Ở trong sân lại là một màn vươn lên của học viện kỹ thuật quân sự. Quyết định ở những thời khắc cuối cùng. Hay quá nhở. Mười chín, mười bảy. Cố lên Thiết ơi. Hai mươi, mười bảy. Vẫn còn may mắn. Một pha leo lưới. 20. 18, 20. Oh.